Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội vừa ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc thúc đẩy triển khai đề án 06 và phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tại buổi công bố hợp tác, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết, đang tham mưu và phối hợp với các đơn vị để có giải pháp minh bạch thị trường bất động sản thông qua kế hoạch định danh số nhà, triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức giao dịch. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho rằng, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu, chứng khoán có những diễn biến phức tạp. Nhiều đại án cũng liên quan đến thị trường bất động sản, lợi dụng những dự án bất động sản để thực hiện hành vi phạm tội. Qua đó phòng, chống hiệu quả tội phạm liên quan tới bất động sản, tạo động lực, nền tảng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, số hóa thông tin về tài sản, định danh cá nhân về tài sản cũng là điều kiện thuận lợi để các chủ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ. Nhà nước thuận lợi trong công tác quản lý.